Chào quý vị, Hải Cao Minh đang có mặt ở thị trấn Sa Pa, được em Lùn, người dân tộc Mông, 16 tuổi, chạy xe ôm, xe thồ, chở đi một vòng Sa Pa. Đây em Lùn. Ok, thầy. Em có hỏi Hải Cao Minh là có chạy xe gắn máy được không? Tại vì em mới 16 tuổi, sợ một hồi ra phố bị công an bắt á. Nói cứ chạy đi, khi nào có công an thì hãy chú á sẽ lái. Còn chạy ở trong bản các cát thì không sợ hả? Ở trong bản của mình đúng không? Tí nữa anh xuống bản không? Xuống bản hôm qua rồi. Em học tiếng Kinh từ nhỏ không? Có. Bây giờ nghe nói thoải mái hả? Nhưng mà về nhà là nói tiếng Mông. Về nhà thì nói theo bố mẹ tiếng Mông. Bố mẹ. Nhìn lên đỉnh Phan Xipang là cùng bạn khác phía dưới đó gì? Em lên Phan Xipang này rồi chưa? Có tính đi mà bữa nay sương mù quá nên thôi không có đi, sợ không có lên, nó không có thấy hả? Sương mù đâu thấy gì đúng không? Bây giờ chở anh qua cái ga cáp treo á được không? Nhưng mà ga cáp treo thì xa lắm. Xa hả? Thì đi vô thị trấn nha. Ta vào thị trấn còn lên ga cáp treo thì xa. Này giống như qua cái đèo á, cái dốc á. Này là giống như cái dốc lên hả? Hôm nay như vậy là ấm hay là mát hay là lạnh ở Sa Pa? Hôm nay là bình thường. Bình thường hả? Có những ngày ấm, có những ngày lạnh. Em có vợ chưa? Em chưa. Mấy tuổi là được cưới vợ? 20 tuổi. 20. Nhà anh ở đâu? Anh ở Sài Gòn. Sài Gòn. Ra đây du lịch á. Hôm nào anh đến đây rồi? Trưa nay anh về lại Hà Nội rồi. Trưa nay anh về lại Lào Cai chơi một đêm rồi ngày mai anh về lại Hà Nội. Wow, khổ. Nói tiếng Anh được không? Em chưa học tiếng Anh ạ. Chưa học luôn. Mấy ngày không có đi chạy xe thồ thì là có làm nương không? Có. Đi khu phố du lịch ha. Nhiều quán ăn với lại hotel. Đây mới bắt đầu xây khách sạn. Xây khách sạn mới đây hả? Hồi khuya hình như có mưa phải không em? Bây giờ trời mưa hả? Hồi hôm trời mưa nè. Nên đường nó bị ướt nè. Phải không? Hôm nay nó không mưa, hôm qua nó mưa mà. Hôm nay như vậy là đẹp ha? Đi chơi được ha? Trời mưa ướt em. Đi vô khu trung tâm á hả?
Gần tới chợ chưa? Gần rồi. Tới chợ á, cho anh đi vô quay cái chợ cái rồi anh vòng ra nha, đi bộ vô một vòng đi ra nha, chờ anh tí nha. Ở đây á, cái cổng á, đi lên cái cổng á. Cổng chợ Sa Pa đó. Đây là công viên hả? Vâng. Buổi tối là chợ tình ở đây. À, buổi tối làm chợ tình ở đây hả? Vâng. Ở dưới Hà Nội có lạnh, có mát rồi ở đây thôi. Hả? Ở dưới Hà Nội nóng hơn ở đây rồi. Hả? Ở dưới Hà Nội nó mát ở đây không? Hà Nội hả? Nóng, nóng. Vâng. À, đi khu công viên ha. Cho anh lại nhà thờ được không? Đây công viên trung tâm quảng trường trước thị trấn Sa Pa gì? Sáng ngày 24 tháng 6 hay không cho 17 này. À. Anh có đi bộ ở đây một tí không? Anh đi bộ một tí chụp ảnh đây nhé. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây chờ anh nhé. Anh đi vô cái nhà thờ này. Người dân tộc ra bán quà lưu niệm cho du khách đó gì. Đây nhà thờ thị trấn Sa Pa, đây là nhà thờ giống như nhà thờ đá gì, vật liệu xây bằng đá nè. Ngày xưa năm 1925 khi người Pháp ở vùng đồng bằng châu Thổ sông Hồng phủ toàn quyền Đông Dương cái gì, tìm một nơi khí hậu mát mẻ để nghỉ dưỡng, thì trên dãy Hoàng Liên Sơn ngày nay gọi là Lào Cai Sa Pa nè, người Pháp đã chọn và quyết định xây dựng nhà nghỉ, xây dựng văn phòng, xây dựng một khu đô thị mới. Và đây là khu trung tâm của khu downtown. Và trung tâm đó không thể thiếu trong cuộc sống của một cộng đồng, đó là tâm linh tín ngưỡng. Nhà thờ được xây cũng vì lý do đó gì? Để dù ở nơi xa nào, hẻo lánh nào trên quả địa cầu này, nền văn minh đến thì cũng phải có ánh sáng của Thiên Chúa soi sáng cái gì. Không chỉ dành riêng cho người Pháp mà nhà thờ này mục tiêu còn lớn hơn nữa, đó là đem sự khai sáng của Chúa Trời đó đến với những đồng bào xa xôi hiểm trở ở vùng thuộc địa Pháp, ở vùng Tây Bắc Việt Nam Đông Dương, đó là người Mông, người Dao nữa gì, họ có nơi để đến thực hành niềm tin yêu vào Chúa. Đó là lý do làm sao nhà thờ được xây dựng sớm ngay từ đầu hình thành thị trấn Sa Pa. Đây lịch sử thì năm 1926 bắt đầu xây dựng và hoàn thành năm 35, trùng tu năm 95, 2007. À, thì thấy. Đây là cái bảng bằng tiếng Pháp. Rồi, đây giờ kinh lễ. Ngày thường 5 giờ sáng
18:30, 19:00. À, và ở đây 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, thờ phượng Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự việc. Thứ hai, trên hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, giữ ngày Chúa Nhật. Thứ tư, thảo kính cha mẹ. Thứ năm, chớ giết người. Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy, chớ lấy của người. Thứ tám, chớ làm chứng dối. Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người. Thứ mười, chớ tham của người. Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sao lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Và 8 mối phúc. Phúc thứ nhất, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Thứ hai, phúc thay ai hiền lành vì họ đã được đất hứa làm gia nghiệp. Thứ ba, phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa hủy an. Thứ bốn, phúc thay ai khát khao nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa tỏ lòng. Thứ năm, phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Thứ sáu, phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Thứ bảy, phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Thứ tám, phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính vì nước trời là của họ. Wow! Vừa nói xong chuông nhà thờ điểm ơi. Rất là nhiệm màu cái gì ha. Quý vị thấy khi Hải con Minh vừa đọc 10 điều răn, 8 điều phúc của Đức Chúa Trời dạy, chuông nhà thờ lại điểm. Không có đạo diễn trước nha quý vị. Tự nhiên. Rồi đi một vòng. Nhà thờ đang sinh hoạt. À, đi hết một vòng cho quý vị xem nha. Đây có hang đá gì, dưới cái cây cổ thụ rất là to, là chứng nhân của Sa Pa xưa đó. Ở đây phần mộ, nơi an nghỉ của Đức Giám Mục Juan Ramon Lộc, Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Hưng Hóa. Sinh năm 1855. Qua đời năm 1944 vậy. Rồi. Cầu xin Đức Cha rest in peace. À, là cha nằm an nghỉ phía sau nhà thờ.
À, và đây là bước ra ngoài nhà thờ nè, là phố dạo này. Đó, đi một vòng nhà thờ thị trấn Sapa thì xem sáng ngày 24 tháng 6 2017, sáng ngày thứ bảy ở Việt Nam nha quý vị. Wow, và đây quý vị xem đài khí tượng dự báo thời tiết của Sapa nè. Đo về độ gió, độ ẩm, nhiệt độ. Đó, đây ngày nắng, nhiệt lượng đó, dự báo thời tiết. Wow, ok. Thank you, see you quý vị. Cập nhật thời tiết, cập nhật tình hình cuộc sống, tôn giáo, nhà thờ, Sapa, người dân tộc Mông Dao. Thank you, see you quý vị.